Chào cả nhà, mình là An. Chào mừng các bạn đến với kênh An Epkin Khám Phá Thế Giới. Hôm nay mình sẽ mời cả nhà ăn tối tại một tầng 106 Top of the World của tòa nhà Chauffeur Sphere Las Vegas. Tầng 106 này thì là đặt ăn tối, còn tầng trên là tầng 107 thì là tầng uống cocktail. Thực ra là cái tầng này là tầng đẹp nhất bởi vì trục pin to nhất của cái tháp này, cho nên là mình có thể nhìn được tất cả quang cảnh ở xung quanh của thành phố Las Vegas. Và có một cái đặc điểm rất là hay của cái tầng này, đó chính là gì ạ? Cái tầng này tự xoay xung quanh tòa tháp, giống như là trái đất tự xoay xung quanh mình và quay xung quanh mặt trời á. Cho nên là khi mình ngồi ở đây ấy, thì mình sẽ nhìn được toàn thành phố Las Vegas bởi vì cái tầng này tự xoay. Và bây giờ thì mình muốn ăn tối mà mình muốn share với mọi người, cho nên mình sẽ đặt camera ở đây. Mọi người chịu khó nhé, mọi người nhìn thành phố này, là mình đặt camera ở đây nó sẽ quay thành phố, nó sẽ tự quay. Các bạn nhìn thấy ngoài tường chưa ạ? Cả cái tầng này nó tự quay đấy ạ. Đấy, camera của mình đang đặt đi và nó cứ tự quay vòng quanh, cho nên là mình sẽ được nhìn khắp thành phố Las Vegas ở mọi góc độ, bởi vì đây là tòa tháp cao nhất của thành phố rồi. Các bạn hãy enjoy nhé. Còn bây giờ thì mình phải bắt đầu ăn tối cùng với chồng mình đây. Ở tòa này có rất nhiều trò chơi mạo hiểm nhé, mọi người có thể đu vòng quanh ở trên đỉnh này, hoặc là có một cái trò nữa là người ta đeo dây bảo hiểm cho mình, sau đó người ta thả từ trên đỉnh rơi xuống, sau đó kéo lên. Mình thì chịu thôi, mình thì không dám chơi mấy cái trò mạo hiểm đấy. Và đây nhé, cái nhà hàng này có một món bánh mì, vừa là bánh mì kiểu Pháp và bánh mì kiểu Ý lẫn, rất là ngon. Đấy, nhà mình đã ăn một vài thứ rồi, bây giờ còn một vài món đấy. Họ nướng bằng lò nướng ấy, rất nhiều kiểu nhé, họ sớt cho mình để ăn với bơ này, rất là ngon. Vừa là kiểu Pháp vừa là kiểu Ý, nói chung là người Mỹ thì họ rất thích ăn đồ ăn kiểu Ý, cho nên là các nhà hàng nổi tiếng ở Mỹ thường là đồ ăn là kiểu Ý, rất là ngon. Và đây xem cả nhà, là mình ăn món salad nhưng mình không ăn được nhiều, mình xem một chút với cái đĩa to bự của chồng mình thôi. Là salad và mình uống nước nóng với chanh thôi, cộng thêm một cái cốc soda nữa. Mình đặt món chính của mình là cua và thịt gà, còn chồng mình thì là ăn cá hồi. Và bây giờ là ăn món khai vị là salad, bánh mì với bơ, sau đó là họ sẽ cùng cái món chính cho mình. Các bạn có thể nhìn thấy, nhìn một chút nhé, cái bàn ăn này có nến này đúng không, nhìn xuống phía dưới này khá là lãng mạn đúng không. Nhưng mà một tí nữa các bạn sẽ thấy là nó quay cái ô cửa này, nó đang quay, cho nên là mình cứ để yên cái camera đây thôi để cho các bạn nhìn cả thành phố. Nhòm nhìn kiểu như là trông rất là kỳ lạ, mặc dù đến đây thì ai cũng ngồi chụp ảnh và quay phim là chính, còn ăn thì cũng enjoy nhưng mà quay phim chụp ảnh là nhiều hơn. Các bạn thấy quay cái trụ của cái tòa nhà này đã quay đến trung đỉnh rồi đấy. Giờ thì phải enjoy cái món chính của mình đây, là món cua và thịt gà, cua bể và thịt gà nhá. Xem là cái món này nào thì cũng có, xem có vàng nào. Có lẽ là quay thẳng xuống để cho mọi người nhìn món ăn của mình. Nó có những cái củ khoai tây nướng nhỏ nhỏ như thế này. Nó hơi tối, chắc phải bật cái đèn này cho nó sáng lên một tí để nhìn món ăn nhé. Wow, thấy chưa? Mọi người món ăn ngon không? Đây là có những củ khoai tây nhá. Đây là gà này, người ta cho thịt cua vào trong miếng thịt gà này. Ăn đi. I want to invite you. Người ta cho thịt cua vào trong giữa miếng thịt gà này. Thank you. Rồi. Đấy. Thịt gà này, người ta cho thịt cua vào giữa. Thank you.
nhà mình có nhìn rõ hai con đường ở dưới thành phố Las Vegas đâu. Con đường bên phải á là người ta trang trí đèn theo hình zig zag, nhìn từ trên xuống mình nhìn như những dải kim tuyến hình zig zag ấy, nhưng thực ra là toàn bộ là đèn đường đấy. Nhìn món ăn của mình nhé, ông xã mình xe cho mình một tí thịt cá hồi, cá hồi nè, cá hồi nướng nhé, cá hồi nướng ngon thật. Cá hồi nướng ở đây ngon quá. Từ trên nhìn xuống khu phố chính, các bạn có thể nhìn thấy rõ những cái tòa nhà cao tầng, những khách sạn cao tầng đấy, rất là rõ đúng không ạ? Và từ xa xa chúng ta vẫn nhìn thấy những cái làn đường mà ô tô đang di chuyển ở đây ngay phía dưới chân cái chỗ mình đang ngồi đấy. Rất là rõ đúng không? Chỗ này ngay dưới phía dưới từ cái tháp của mình thôi là đường xá, nhìn rất là rõ, mọi người ô tô đi lại. Bắt đầu quay đến phố chính rồi đấy các bạn ạ. Cho nên là cả nhà mình để ý khu phố chính thế này, rất là đẹp. Sẽ đi một vòng, mọi người chưa có chứ hơi lâu một tí, nhưng mà mọi người sẽ lên xem toàn bộ thành phố Las Vegas đấy, một vòng tròn luôn đấy. Cái tòa này là cái trung tâm mà. Và bên này là quả chanh vàng này mà cũng hạt thì nó gọi là lemon. Còn cái quả chanh mà thanh xanh thì nhà mình gọi là chanh ấy thì người ta gọi là lime. Người ta dùng lemon chứ người ta không dùng lime. Không dùng lime như là cái quả chanh xanh xanh. Thực ra là hôm nay không phải là cuối tuần, cho nên là lượng người đến thành phố Las Vegas ở giữa tuần thì không đông lắm, cuối tuần thì cực kỳ là đông đúc, và xe cộ đi lại sẽ rất là tấp nập. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể nhìn thấy từ trên những cái xe ô tô đang di chuyển đúng không ạ? Và chúng ta có thể nhìn thấy rõ tòa nhà này, rồi ánh đèn này. Nói chung là nhìn từ trên xuống thì thành phố Las Vegas rất là đẹp. Và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye.